Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay là tối ngày thứ Tư tại Hoa Kỳ ngày 1 tháng 6 và bây giờ là khoảng chừng gần 8 giờ tối về Cali thì mới đây thôi chúng ta đã gần như đã hết nửa năm 2022 rồi. Thời gian thực sự là đi qua rất là nhanh luôn. Chúng ta hôm nay đã bước qua ngày thứ Năm tại Việt Nam ngày 2 tháng 6 rồi. Và hôm nay cả ngày thì Thuận cũng bận đi jury duty. Nhưng mà nào mà ở Hoa Kỳ cô đã biết là những bạn mà có quốc tịch á, thì hình như là mỗi một năm các bạn sẽ phải đi nghĩa vụ pháp lý một lần. Thì hôm nay cả ngày Thuận cũng ở ngoài cho nên cũng ít theo dõi thông tin. Nhưng mà trở lại để thấy là hôm nay chúng ta có rất nhiều màu đỏ trên thị trường. Và chúng ta nhìn vào chứng khoán trước đi. Và đương nhiên điều này cũng ảnh hưởng đến thị trường crypto luôn. Và hôm nay đây chủ yếu Thuận sẽ chia sẻ với các bạn là tại sao chúng ta lại thấy cái sự lo ngại trở lại như vậy. Hôm nay có những thông tin gì mới, những gì các bạn cần nên biết. Đó sẽ là những gì mà Thuận chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay. Thì chúng ta đã thấy được đó là những chỉ số như là Dow Jones, S&P 500 và Nasdaq thì đi xuống hôm nay. Nói chung đó là cái phần trăm đi xuống cũng không có phải là đỏ lắm. Thường đó chúng ta thấy là những cái ngày mà đi xuống mạnh đó là Nasdaq có thể xuống tới 3% lận. Hôm nay chỉ xuống có 0,72% mà thôi. Do đó cũng là phần trăm xuống tương tự của S&P 500. Còn Dow Jones thì xuống cái phần trăm ít hơn. Nhưng mà các bạn đã nhớ đó là tối ngày hôm qua những chỉ số hợp đồng tương lai nghĩa là futures vẫn còn rất là xanh. Và sáng hôm nay mở cửa đó chúng ta vẫn thấy được là chỉ số chứng khoán như là Nasdaq đó thì vẫn mở cửa là màu xanh. Nhưng mà nhanh chóng chuyển thành màu đỏ. Tuy là không đỏ lắm nhưng mà cũng là một ngày mà có cái sự sell-off trong thị trường của chứng khoán. Nhưng mà chúng ta thì được là cũng kéo theo thị trường crypto. Thuận tin là như vậy tại vì chúng ta thấy khi mà chứng khoán mở cửa đó bắt đầu có dấu hiệu là màu đỏ thì chúng ta thấy được chỉ số ở trên thị trường crypto đó thì đi xuống mạnh hơn. Các bạn đã thấy được là hôm nay chúng ta nhìn vào BTC đi từ hồi sáng này đó từ mức là khoảng 31.700 đô. Các bạn thấy là đi xuống liên tục khoảng chừng là 7-8 tiếng đồng hồ. Tới cái mức đó là gần như là 29.300 đô. Trước khi mà khựng lại có nghĩa là chúng ta tiếp tục thấy cái vùng 29.000 là một vùng mà có nhiều người hỗ trợ giá BTC ở thời điểm đó bây giờ. Và sau đó thì trong vòng khoảng chừng là 4 tiếng qua cũng nhích tới một chút ở mức là gần như muốn thử lại cái mức 30.000 đô, 29.804. Hiện bây giờ đó nếu các bạn nhìn vào những cái chỉ số hợp đồng tương lai của Hoa Kỳ đó thì không có nhiều cái sự thay đổi. Các bạn thấy là chúng ta nhìn vào những cái hợp đồng tương lai như là Dow Futures, S&P Future và Nasdaq Future đó thì không sự thay đổi nhiều, cũng xanh nhưng mà xanh rất là ít, 0,09%, cũng như là đi hàng ngang mà thôi. Thì từ đây cho đến ngày 15 tây tháng 6 đó sẽ là cái thời gian mà có nhiều cái sự dao động trên thị trường nói chung. Tại vì chúng ta thấy là từ đây tới đó còn 2 tuần nữa và đây là 2 tuần mà chúng ta sẽ không biết được những cái chỉ số liên quan tới CPI rồi liên quan đến cuộc họp của Fed giữa tháng 6 nó sẽ có những cái tin tức gì. Cho đến khi đó, chúng ta mới biết rõ ràng hơn. Chúng ta cũng đã nói tới chứng khoán rồi, chúng ta cũng nói tới crypto sơ sơ. Bây giờ chúng ta nhìn vào những cái chỉ số nhà liên quan tới dầu đi. Thì dầu vẫn ở mức cao, tuy hôm nay này xuống 2,29% nhưng các bạn thấy là hợp đồng dầu bây giờ ở mức là 112 đô. Còn hợp đồng vàng đó thì cũng dậm chân tại chỗ mức là 1.846 đô cho một ounce vàng. Và chúng ta có thể thấy đó là đương nhiên BTC không ổn ngày hôm nay. Thì chúng ta cũng thấy được là rất nhiều những altcoin cũng đi cùng xu hướng của BTC. Và nếu mà chúng ta nhìn những cái đồng lớn bây giờ đó, khi mà Thuận refresh CoinGecko thì trong vòng 24 giờ dựa theo CoinGecko, BTC đã xuống 6,2% rồi. Ethereum thì xuống phần trăm cũng coi như là tương tự, 5,6%, BNB cũng như vậy, Cardano cũng vậy, XRP thì cũng tương tự, chỉ có Solana là xuống phần trăm nhiều hơn. Tại sao? Thì tại vì mạng lưới Solana lại một lần nữa offline ngày hôm nay. Tôi sẽ chia sẻ thêm với các bạn một lát nữa. Nói chung thì phần lớn ngày hôm nay những altcoin là màu đỏ. Thì tại sao chúng ta lại thấy thị trường đột ngột đổi cái sắc màu như vậy, từ xanh trở thành đỏ hồi sáng này? Và có một cái lý do thường đã kiếm được, đó chính là, xin lỗi các bạn nha, Thuận kêu cái con gấu này nó đi nhưng mà nó lại tự nên Thuận chào nó nên nó mới trở lại trên thị trường mới đỏ như vậy. Thuận nói vậy với bạn thôi, hôm nay đó thật ra cái thông tin mà nhiều người quan tâm đến nhất đó chính là đột ngột chúng ta lại thấy là Jamie Dimon. Jamie Dimon là ai? Jamie Dimon là CEO của ngân hàng JP Morgan Chase, là ngân hàng lớn nhất tại Hoa Kỳ hiện bây giờ. Khi chúng ta nói tới là cái số lượng tài sản bảo quản cho người tiêu dùng thì đương nhiên mỗi một lần mà Jamie Dimon nói thì rất nhiều người quan tâm. Và gần đây đó thì Jamie Dimon nói là cái sự kiện liên quan tới lạm phát, rồi Fed tăng lãi suất, rồi cái chuỗi cung cầu nó không có được như ý muốn đó, thì những cái đó giống như là một cái đám mây đen bao trùm cái thị trường. Nhưng mà ngày hôm nay đó thì Jamie Dimon nói với lại những nhà đầu tư là không phải là một đám mây đen đâu, chúng ta sắp sửa đối diện với một cơn bão lớn. Thì sáng nay đó, đang yên lành thì JP Morgan CEO Jamie Dimon kêu gọi mọi người hãy gồng mình để đối phó với lại cơn bão kinh tế do Fed tăng lãi suất, bán trái phiếu và chiến tranh Ukraine sẽ dẫn đến dầu 150 đô tới 175 đô một thùng. Các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào những cái lời phát biểu của Jamie Dimon chi tiết hơn đó, thì Jamie Dimon nói ông ta khá là lo ngại về cái quá trình siết chặt tiền tệ của Fed, nghĩa là quantitative tightening. Thường đây là một cái video chia sẻ kỹ hơn vì khái niệm này với các bạn. Jamie Dimon nói đó là có rất nhiều những cái sự lo ngại bây giờ đối với ông ta trong những cái thời điểm tới đây chúng ta vừa mới nói tới đó. Đương nhiên liên quan đến việc là Fed tăng lãi suất thì sẽ làm chậm lại nền kinh tế. Thứ nhì nữa đó là không những là Fed tăng lãi suất mà ngày hôm nay đó là ngày 1 tháng 6, nghĩa là ngày đầu tiên. Các bạn đã nhớ là Fed làm gì? Đó chính là ngày đầu tiên Fed thực sự siết chặt nguồn tiền. Các bạn biết là gần đây đó Fed chỉ tăng lãi suất mà thôi, nhưng mà ngày hôm nay là ngày đầu tiên họ thực hiện chiến lược siết chặt nguồn tiền. Có nghĩa là họ sẽ bán cái số trái phiếu trong tổng cái số trái phiếu 8,9 nghìn tỷ đang trong ngân sách của Fed đó, họ muốn bán. Họ muốn bán như thế nào? Thì chúng ta nhắc lại đi. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 6 đó, Fed đã nói là ngày hôm nay Fed sẽ bán mỗi một tháng đó là bắt đầu bán tổng cộng là 47,5 tỷ đô la trái phiếu lên trên thị trường. Cái này là mỗi tháng và con số này sẽ tăng lên và tăng lên theo thời gian cho đến tháng 9 năm nay đó thì Fed sẽ bán 95 tỷ đô la trái phiếu lên trên thị trường. Các bạn thấy được là đây là một con số rất là kinh khủng. Và bây giờ đó tuy là ngân sách của Fed đang lưu trữ giấy nợ đó là 9.000 tỷ như là các bạn thấy trên màn hình, nhưng mà cái con số 8,9 nghìn tỷ này đó Fed muốn giảm xuống trong vòng 3 năm chỉ còn có 3.000 tỷ mà thôi. Đây là một cái chiến lược rất là bạo. Cho nên đây là những cái lý do tại sao mà Jamie Dimon nói là từ ngày hôm nay cho đến vài tháng tới đây, cho đến khi nào mà Fed thay đổi ý định thì chúng ta phải gồng mình đối diện một cơn bão. Thêm vào đó nữa đó thì Jamie Dimon không lạc quan lắm về cái cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. Thì chúng ta cũng đã thấy đó có một số những dấu hiệu thường đã chia sẻ với các bạn là mới đầu thì chúng ta nghe cấm vận kinh tế, chúng ta nghe là một số những công ty lớn ở Hoa Kỳ như là McDonald's, như là Starbucks đó, là cũng tạm ngưng hoạt động ở nước Nga thì cũng hiểu thôi, tại vì cấm vận kinh tế sẽ khó để mà di chuyển tiền. Có đó cũng có thể là quyết định riêng của công ty của họ. Nhưng mà các bạn thấy gần đây chúng ta nhận được thông tin là McDonald's, mặc dù đó là ở nước Nga mười mấy năm rồi, chúng ta thấy được là công ty Starbucks cũng như vậy, McDonald's nó có tới thường nhớ là 900 mấy hay là 800 mấy chi nhánh ở nước Nga, nhưng mà họ sau khi mà tạm đóng cửa đó, họ đã quyết định là bán hết tất cả chi nhánh đó cho một công ty khác ở nước Nga, và Starbucks cũng có cái ý định tương tự, thì có nghĩa là họ sẽ hoàn toàn rời khỏi nước Nga. Các bạn thấy được là McDonald's, Starbucks thì những công ty lớn họ đương nhiên là sẽ có cái sự quen biết đối với lại những người lập pháp, những người trong Nhà Trắng rồi, thì đương nhiên trước khi mà họ ra quyết định là hoàn toàn rút hết ra khỏi nước Nga đó thì họ cũng phải nói chuyện để hiểu rõ hơn về tình hình cuộc chiến với Nga và Ukraine. Thì Thuận nghĩ đó, đây là ý nghĩ riêng của Thuận mà thôi, họ đã nhận được một số những dấu hiệu là cuộc chiến này nó sẽ không có kết thúc trong thời gian ngắn đâu, nó sẽ kéo dài, dài hơn là nhiều người nghĩ. Và Jamie Dimon cũng nghĩ như vậy, cho nên nói là cứ tiếp tục thôi. Chúng ta có thể thấy là giá dầu, chúng ta hợp đồng dầu bây giờ là bao nhiêu? Dầu bây giờ đó chúng ta nhìn vào hợp đồng là 112 đô, thì Jamie Dimon nghĩ nó sẽ lên tới cái mức là 150 đô tới 175 đô, con số rất là kinh khủng. Nhiều bạn đó thì có thể chỉ suy nghĩ là đương nhiên đây là giá dầu thôi, chúng ta cần nhiều quan tâm đến. Không phải đâu các bạn, cái dầu đó là một nhiên liệu rất là quan trọng đối với rất nhiều ngành, chứ không phải là chỉ riêng về các bạn đổ xăng đâu. Các bạn thì được dầu đó, khi mà chúng ta nói tới ảnh hưởng sẽ ảnh hưởng tới hàng hóa di chuyển. Các bạn thì được chúng ta đi đường máy bay, các bạn đi đường tàu đều xài rất là nhiều dầu, thì đương nhiên giá dầu tăng sẽ làm ảnh hưởng đến cái chi phí di chuyển hàng hóa và đương nhiên ảnh hưởng đến giá cả của hàng hóa. Chúng ta thì được là dầu cũng dùng trong sản xuất. Vì lý do đó, đó giá xăng dầu tăng lên sẽ là ảnh hưởng xấu tới tình hình lạm phát. Đó là điều kế tiếp được nói đến bởi Jamie Dimon. Và điều cuối cùng đó thì Jamie Dimon nói là JP Morgan cũng như nhiều công ty khác đó sẽ rất thận trọng về việc chi tiêu ngân sách của mình. Thì cái gì đó thì Jamie Dimon cũng không có nói rõ là cẩn thận về việc chi tiêu trong ngân sách là gì. Thì theo tôi nghĩ đó có nghĩa là Jamie Dimon có thể là đưa ra những quyết định là sẽ thắt chặt hơn về việc cho vay, tại vì kinh tế nó sẽ không có ổn, cho nên không muốn dính vào nợ xấu. Hay là ông ta cũng có thể đang ám chỉ là ngân hàng JP Morgan Chase cũng có thể là tạm ngưng mướn người, hay là thậm chí là sa thải người. Đây là những cái điều mà Thuận suy nghĩ đến mà thôi, chứ không phải được nói đến bởi Jamie Dimon. Nhưng mà dù sao đi nữa đó, những lời nói này của Jamie Dimon đã làm gì để làm cho thị trường rất là lo lắng. Các bạn thấy rồi, chúng ta thấy hồi sáng này ra đây là thông tin lớn nhất mà được nhiều người nói tới ngày hôm nay. Tại sao mà đột ngột thị trường đang xanh, chúng ta nói tới chứng khoán đang xanh là chuyển theo màu đỏ, và ngay sau đó crypto cũng là một màu đỏ luôn. Tại vì chúng ta thấy là cái sự tương quan bây giờ đang rất là cao. Và trong tháng này đó, tôi nghĩ không có thông tin nào quan trọng hơn là thông tin liên quan đến phần trăm lạm phát CPI tại Hoa Kỳ, và cái thông tin liên quan đến cuộc họp của Fed sẽ có quyết định như thế nào. Các bạn thấy được cuộc họp của Fed kế tiếp đó là ngày 14 Tây và ngày 15 Tây tháng 6. Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết đó, thì cũng như thường lệ, tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích cái video này, hay là các bạn thích những cái video tương tự, các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Và trong cái video ngày hôm nay đây, chúng ta cũng có một nhà tài trợ, đó chính là PrimeXBT. Đây là một cái nền tảng mà Thuận cũng đã từng có dịp giới thiệu với các bạn gần đây, với nhiều dịch vụ về crypto khá thú vị. Và đây là thông điệp đến từ nhà tài trợ của video ngày hôm nay. Thì trong cái trang dashboard, trang chính á, các bạn có thể thấy Total Funds, thể hiện tổng số tiền trong tài khoản của bạn, có thể quy đổi ra đồng đô la hoặc bất kỳ đồng nào tùy bạn chọn trong cài đặt của bạn. Các bạn nạp tiền vào đây thì hiện tại PrimeXBT hỗ trợ 5 đồng cơ bản, đó chính là Bitcoin, Ethereum, Tether USD, USD Coin và Covesting, đó chính là cái đồng của chính nền tảng PrimeXBT. Thì có thể nhận lên tới là 7.000 đô khi mà các bạn deposit với cái promo code là ThuanC, như là các bạn nhìn thấy trên màn hình tại cái tab promo code. Tuy nhiên nó cũng có điều kiện. Những chi tiết đó sẽ được để trong cái bài viết liên quan cho chương trình bonus này. Cái số tiền thưởng đó, nếu như mà không được sử dụng, sẽ reset về số 0 sau 14 ngày. Kể từ ngày hệ thống ghi nó vào tài khoản của bạn, bất kỳ khoản rút nào trong thời gian 14 ngày này đó cũng sẽ làm cho cái số tiền thưởng reset về con số 0. Đây là điều các bạn cần phải lưu ý. Chúng ta nói về Copy Trading Covesting đi. Đây là một cái module nổi bật nhất ở trên PrimeXBT và có sẵn miễn phí. Đây là nơi mà bạn có thể tìm hiểu và copy cái chiến lược mà bạn đánh giá là tốt và phù hợp nhất với bạn. Thì ở cái tab Rating này đó, các chiến lược sẽ được sắp xếp ưu tiên chiến lược có rating cao. Bạn có thể xem chi tiết các chiến lược này có ưu và nhược điểm gì, có phù hợp với bạn hay là không. Trên blog của PrimeXBT đó cũng có một bài viết về các tips để đánh giá và chọn ra cái chiến lược phù hợp cho bạn. Bạn có thể tham khảo ở đây. Khi mà bạn chọn được một cái chiến lược phù hợp đó, thì bạn click vào Follow để copy theo chiến lược này. Chọn số tiền bạn theo chiến lược và xem các thông số về phí giao lệnh, lợi nhuận chia sẻ như thế nào với người quản trị chiến lược này. Chọn Confirm và các bạn bấm Follow để mà theo dõi. Thì tất cả mọi chiến lược bạn đang theo dõi hay là đã từng theo dõi đó, bạn có thể xem thông tin quản lý trong tab Portfolio. Bạn có thể dừng Follow chiến lược bất cứ lúc nào mà bạn muốn bằng cách là click vào Stop Following, hoặc là bạn cũng có thể đặt Stop Loss và Take Profit như trong các lệnh trading thông thường. Đây là cái rất tiện lợi về Copy Trading Covesting của PrimeXBT. Và đây là những cái thông tin từ nhà tài trợ PrimeXBT muốn đưa đến cho các bạn trong video ngày hôm nay. Nếu các bạn nào mà muốn tìm hiểu thêm thì có thể đăng ký và tìm hiểu thêm thông qua cái link tôi để bên dưới cái video này, cùng với những thông tin về chương trình bonus lên tới 7.000 đô với cái promo code ThuanC. Nói tới lạm phát đó, thì các bạn hãy nhớ là ngày hôm qua đã có một cái cuộc gặp gỡ riêng giữa Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch của Fed tại Hoa Kỳ là Jerome Powell. Thì tuy đây là cuộc gặp gỡ riêng, chúng ta cũng không có nhiều những cái thông tin chi tiết, nhưng mà Janet Yellen, có nghĩa là Bộ trưởng Bộ Tài chính hiện bây giờ, cũng đã chia sẻ một số những điều được nói đến bởi Tổng thống và Chủ tịch của Fed. Thì Janet Yellen trước hết nói là bà ta đã nói sai về lạm phát năm ngoái. Tại vì năm ngoái các bạn thì được mỗi lần mà ai đề cập đến là lạm phát đang tăng cao thì Chủ tịch Fed và Bộ trưởng Bộ Tài chính Janet Yellen đều bác bỏ, nói là không, lạm phát tăng cao chỉ là tạm thời mà thôi chứ không phải là sẽ tiếp tục mức cao đâu. Thì bây giờ đây Janet Yellen cũng đã nhận là mình đã sai rồi, lạm phát hoàn toàn là không có tạm thời, mà lạm phát đó là vĩnh viễn nếu như chúng ta không làm cái gì để giảm phần trăm lạm phát xuống. Thêm vào đó nữa đó, chúng ta cũng biết ít thông tin về cuộc họp giữa Biden và Fed ngày hôm qua. Thì Bộ trưởng Tài chính nói là chính phủ của Hoa Kỳ, có nghĩa là Nhà Trắng đó, thì có thể làm một số việc để hỗ trợ Fed, nhưng mà thật ra những gì mà họ làm được đó cũng giới hạn mà thôi. Tại vì các bạn thấy cái công cụ quan trọng nhất đó Fed đã có rồi. Thứ nhất đó là có thể tăng lãi suất, thứ nhì nữa đó là có thể bán trái phiếu. Những điều này chỉ có Fed mới làm được, chứ còn Nhà Trắng sẽ không làm được đâu. Nhưng mà Bộ trưởng Tài chính nói đó là chính phủ có thể là hỗ trợ bằng cách là giảm chi phí thuốc. Đây là thuốc uống của người dân đó, thì giảm chi phí thuốc xuống, hay là giảm thâm hụt ngân sách. Thì nhiều bạn hỏi Thuận là giảm thâm hụt ngân sách từ gì? Thì đối với Thuận đó giống như là gia đình các bạn mà thôi. Nếu như mà các bạn muốn có thêm tiền thì các bạn chỉ có hai cái phương án mà thôi. Thứ nhất là các bạn phải đi kiếm thêm tiền, hay là thứ nhì là các bạn phải tiết kiệm, sử dụng ít tiền hơn thì các bạn mới có dư nhiều ra. Thì chính phủ Hoa Kỳ cũng chỉ có thể làm bao nhiêu đó mà thôi. Một đó là kiếm thêm tiền, có nghĩa là phải tăng thuế. Nhưng mà tăng thuế bây giờ ra sẽ không phải là một chiến lược tốt đâu. Nhất là tình hình không ổn như vậy và chúng ta sắp sửa đối đầu với lại cái cuộc bỏ phiếu giữa nhiệm kỳ tháng 11 này. Thứ nhì thì tôi nghĩ là chính phủ Hoa Kỳ chỉ có thể là tiết kiệm lại và không có chi tiêu quá nhiều mà thôi. Đừng có gói hỗ trợ này, từ gói hỗ trợ kia, hay là những cái phúc lợi xã hội mới đó cũng nên là hạn chế lại. Đó là cách duy nhất mình thường nghĩ đến. Và đương nhiên cái điều mà Thuận nghĩ là có cái sự ảnh hưởng cao nhất đó là chỉ có thể là sản xuất thêm dầu để chống lại lạm phát mà thôi. Thì bây giờ một trong những cái yếu tố quan trọng là dầu, như tôi đã nói tới. Nếu như mà Hoa Kỳ có thể là tung thêm dầu qua trên thị trường thì cũng có cái hiệu ứng đó. Và theo Thuận biết đó thì Hoa Kỳ, các bạn đã nhớ những thống kê chúng ta chia sẻ đó là Hoa Kỳ tuy là cái quốc gia đứng thứ 7 trong việc là xuất khẩu dầu, nhưng mà là quốc gia đứng đầu trong việc là cái số lượng dầu sản xuất. Thì câu hỏi đó của người dân bây giờ vẫn là cái số lượng dầu sản xuất nhiều như vậy, không có xuất khẩu thì nó nằm ở đâu? Thì đương nhiên nó đang được dự trữ rồi. Thì Hoa Kỳ ra thường nghĩ là nếu như mà muốn thật sự là hỗ trợ Fed thì cần phải tung cái số dầu đó ra thị trường để cho cái giá dầu có cái sự giảm xuống. Đó là sự cá nhân của Thuận mà thôi. Các bạn nghĩ sao? Các bạn hãy comment ở bên dưới. Có thể là Thuận nghĩ một cách đơn giản quá, nhưng mà ngoại trừ điều ra, thật ra Nhà Trắng cũng không thể giúp đỡ được nhiều đâu. Tại vì yếu tố quan trọng nhất vẫn là yếu tố của Fed tăng lãi suất và tiếp tục bán trái phiếu. Thêm vào đó đó, chúng ta thấy được là sau khoảng chừng 3 tuần đó thì cái lãi suất mà cho vay mua nhà 30 năm đó, sau 3 tuần bắt đầu chúng ta đã thấy lại có cái sự tăng trưởng trở lại. Chúng ta thấy là ngày hôm nay đó thì cái phần trăm lãi suất 30 năm cho vay mua nhà đó là ở mức 5,47%. Tuy không phải là cái mức cao nhất gần đây đó là lên tới cái mức là 5,67%, nhưng mà cũng không có xa lắm đâu. Lãi suất cho vay mua nhà tăng thì sẽ ảnh hưởng xấu đến giá nhà dài hạn. Chúng ta cũng đã nói nhiều về cái vấn đề rồi thì sẽ không có lặp lại trong video này. Chúng ta có thể được là đây là tài liệu có phải chỉ riêng ở Hoa Kỳ hay là không? Tại vì nhiều bạn nói là chúng ta có phải là quá chú tâm về phần trăm lạm phát của Hoa Kỳ hay không? Thì đương nhiên là không phải rồi. Các bạn thấy là lý do tại sao mà nhiều bài báo nói riêng về Hoa Kỳ. Tại vì đây là một thị trường tài chính lớn nhất trên thế giới và không chỉ riêng người Hoa Kỳ tham gia mà khắp thế giới tham gia vào thị trường tài chính này, cho nên rất là quan trọng. Nhưng mà những điều chúng ta nói tới đó không phải chỉ có Hoa Kỳ đâu. Các bạn thấy là những quốc gia lớn khác đó đều đang đối đầu với cái điều tương tự. Tôi sẽ chia sẻ với các bạn. Chúng ta thấy được là ngày hôm nay đó thì ngân hàng trung ương nước Canada đã nói gì? Thì thống đốc ngân hàng trung ương của nước Canada đó hôm nay đã ra quyết định là tăng lãi suất thêm 0,5% nữa và nói là sẽ tiếp tục tăng nữa nếu như mà lạm phát không được quản lý. Có nghĩa là nước Canada cũng đang gặp trường hợp tương tự. Đây đó là lần tăng trưởng mới nhất của ngân hàng của Canada, có nghĩa trước đây họ đã tăng rồi. Và các bạn thấy được là cái sự tăng trưởng này đã dẫn đến là phần trăm lãi suất ngân hàng trung ương Canada là 1,5%. Có nghĩa là nếu như mà chúng ta thấy trong vòng 2 tuần đã Fed tăng thêm 0,5% thì cũng ngang hàng với lại lãi suất của ngân hàng của Canada. Và họ đó đã có ý định là gì? Tiếp tục có quantitative tightening, có nghĩa là họ sẽ tiếp tục siết chặt nguồn tiền. Và vì lý do đó chúng ta thấy được là công trái phiếu của Canada 2 năm đã lên tới mức là 2,8% rồi. Đây là cái mức cao nhất kể từ năm 2008, nghĩa là Canada cũng không ổn lắm, cũng đang đối đầu với lại lạm phát và phải tăng lãi suất như là Hoa Kỳ hiện tại. Chúng ta thấy được là nước Anh ra sao? Nước Anh thì đầu tháng 5 đó chúng ta đã thấy được là cũng đã có cái sự tăng rồi, tăng lên tới mức cao nhất 13 năm qua. Vì thấy phần trăm lạm phát cao quá tới 10% lận và họ tăng thêm 0,25% tháng vừa rồi đó. Và điều này có nghĩa là cái phần trăm lãi suất ngân hàng nước Anh là khoảng 1%. Thì chúng ta có thể so sánh cái phần trăm này cũng tương đương như là lãi suất của Fed hiện bây giờ. Chúng ta thấy được là châu Âu thì sao? Châu Âu đó là nơi mà chưa tăng lãi suất hiện bây giờ. Tại vì châu Âu là cái quốc gia mà có thể là bị ảnh hưởng cao hơn khi mà chúng ta thấy là cuộc chiến giữa Nga và Ukraine, thì châu Âu bây giờ vẫn chưa có ý định là tăng lãi suất. Nhưng mà chúng ta thấy được là người đứng đầu của ngân hàng trung ương châu Âu về cái bộ phận kinh tế đó, Philip Lang, thì đã nói là có thể là sẽ bắt đầu tăng tháng 7 này, có nghĩa là tháng sau đó. Đó sẽ là lần đầu tiên mà ngân hàng trung ương châu Âu tăng lãi suất 0,25% và sẽ chờ đến tháng 9 rồi tăng thêm một lần như vậy nữa. Đó là điều được nói đến bởi ngân hàng trung ương châu Âu. Bây giờ họ vẫn chưa tăng, nhưng mà các bạn thấy là ngay cả ngân hàng trung ương châu Âu cũng không chịu nổi, và họ nói là có thể là tháng sau là sẽ bắt đầu tăng. Thuận chia sẻ những thông tin này với các bạn để cho các bạn thấy được đây đó là một cái câu chuyện toàn cầu chứ không phải đi một quốc gia nào hết. Hầu như nào đó cũng nằm trong cái trường hợp tương tự, và tăng lãi suất đương nhiên sẽ làm ảnh hưởng đến sự tăng trưởng của nền kinh tế rồi. Và trong cái bối cảnh này đó thì chúng ta cũng thường hay nhớ tới câu nói của người bạn thân quen của thị trường này, đó chính là Warren Buffett. Thì Warren Buffett đã từng nói hãy tham lam khi người khác sợ hãi và hãy sợ hãi khi người khác tham lam. Nhưng mà ông lại quên nói là rất khó để phân biệt được là mình đang tham lam hay là sợ hãi. Thì câu hỏi đó mà Thuận chia sẻ để các bạn bỏ phiếu ở trên mạng xã hội đó chính là các bạn đang tham lam, sợ hãi hay là mình chỉ thích ăn buffet. Thường các bạn thấy được là Thuận để thêm một cái chọn lựa, nó không phải là chỉ mang tính chất vui nhộn đâu. Tại vì thường đó, các bạn nào mà thường hay tổ chức những cái cuộc bỏ phiếu cũng đã biết là các bạn cần phải có một cái lựa chọn phiếu trắng. Chứ nếu như các bạn không có một cái lựa chọn phiếu trắng đó, thì mọi người muốn xem kết quả họ sẽ bấm vào một trong hai cái này, mặc dù là họ không có ý định là bỏ phiếu, thì sẽ dẫn đến là kết quả bỏ phiếu nó sẽ bị chênh lệch một chút. Thì chúng ta thấy là một điều rất là thú vị đây là 2.000 bạn bỏ phiếu, chúng ta thấy được là cái phần trăm những bạn lựa chọn tham lam và sợ hãi đó nó bằng nhau 33% ở trên Telegram sau 2.000 vote. Đây là một điều mà rất là thú vị. Nhìn vào tài liệu này chúng ta cũng không biết là bây giờ nên tham lam hay là sợ hãi nữa. Chúng ta nhìn vào cái câu hỏi này, nhưng mà nhìn vào cái số lượng bạn bỏ phiếu ở trên YouTube đi, thì tổng cộng cũng có khoảng chừng 1.000 bạn đã bỏ phiếu trên YouTube. Thì cái phần trăm nó chênh lệch hơn một chút, rõ ràng hơn. Đó chính là trên YouTube đó thì 38% các bạn nói là đang tham lam và 29% các bạn nói là đang sợ hãi. Nếu như chỉ dựa vào cái này đó thì chúng ta đã nhớ là Warren Buffett nói là hãy tham lam khi người khác sợ hãi và hãy sợ hãi khi người khác tham lam. Thì những bạn mà chọn tham lam có nghĩa là nghĩ là mọi người đang sợ hãi, nhưng mà phần lớn chọn tham lam thì có phải chúng ta bây giờ nên sợ hãi. Đó là điều rất là khó hiểu đây. Chúng ta hãy nhìn vào ở trên Twitter đi, thì cũng câu hỏi đó trên Twitter thì chúng ta thấy là cuộc bỏ phiếu ra sao. Cái phần trăm trên Twitter nó tương tự như là phần trăm trên YouTube, 37% nói là tham lam, còn lại 29% nói là sợ hãi. Thì các bạn nghĩ chúng ta nên tham lam hay là sợ hãi? Thì cái cuộc bỏ phiếu này đã cũng chỉ mới có vài tiếng mà thôi, và lúc mà Thuận tổ chức thì nhiều bạn cũng đang ngủ, cho nên Thuận sẽ trở lại cập nhật kết quả với các bạn ngày mai ra sao. Và có rất nhiều bạn đó cũng hỏi Thuận về chu kỳ tâm lý thị trường, đã lâu rồi không thấy Thuận tổ chức bỏ phiếu chu kỳ tâm lý thị trường. Thì tại vì khi mà các bạn tổ chức bỏ phiếu trên những cái nền tảng như là Telegram đó hay là Twitter thì cái sự lựa chọn không có nhiều, nhưng mà hôm nay Thuận cũng đã cố gắng để mà có một cuộc bỏ phiếu về chu kỳ tâm lý thị trường. Cuộc bỏ phiếu này Thuận chỉ mới có bắt đầu mà thôi, cho nên kết quả đó tuy đã có 1.900 bạn bỏ phiếu, nhưng mà chúng ta sẽ trở lại ngày mai để xem kết quả cuối cùng là như thế nào. Chúng ta thấy được là cuộc bỏ phiếu này đây hiện bây giờ vẫn cho thấy là phần lớn các bạn 27% nghĩ là chúng ta đang nằm ở cái phần chán nản. Chán nản là cái phần cuối cùng của cái chu kỳ tâm lý thị trường trước khi mà có cái sự tăng trưởng. Phần lớn thứ nhì đó thì các bạn nói là chúng ta đang nằm ở trong cái phần trăm là hoài nghi, 17% các bạn nghĩ như vậy. Thì hoài nghi là ở đâu? Hoài nghi đó là ngay đây. Các bạn thường hoài nghi là cái sự bắt đầu của một cái bô lên mới. Ngày mai Thuận sẽ trở lại để mà cập nhật thêm thông tin này với các bạn. Chúng ta bây giờ hãy chuyển qua đi để mà nói tới một số những cái tài liệu riêng về crypto. Thì hôm nay cũng không có nhiều tin tức đâu các bạn. Chúng ta thấy là vẫn tiếp tục có nhiều thông tin liên quan đến sự tiến triển của thị trường này. Tuy là chúng ta thấy thời gian này đó thị trường không có ổn, nhưng mà Binance cũng đã ra thông báo đó là Binance Labs họ sẽ cung cấp tổng cộng là 500 triệu đô la để mà phát triển Web3 và blockchain. Và chúng ta thấy được là 500 triệu này đó là họ hợp tác với lại những cái quỹ đầu tư như là DST Global Partners và Breyer Capital. Không nói rõ đó là họ sẽ phát triển crypto, Web3 và blockchain như thế nào. Và thật ra đó, đối với Thuận bây giờ cái từ Web3 nó vẫn là một từ mà cũng khá là mơ hồ. Khái niệm thì Thuận hiểu Web3 thì mọi người nói là Web3 giống như là chúng ta có thể là tự sở hữu dữ liệu trên mạng, chúng ta có thể có Metaverse, khác với lại Web2 hiện bây giờ. khái niệm đó Thuận hiểu. Nhưng mà về việc là 500 triệu này đó, nếu nói tới là phát triển web 3 thì cụ thể là như thế nào, cái đó là cái một điều mà Thuận vẫn chưa có hiểu rõ ở đây. Nhưng mà nào mà có khái niệm tốt hơn về web 3 đây, hãy comment ở bên dưới để các bạn cùng nhau tìm hiểu. Cái thông tin kế tiếp là một thông tin cũng rất là thú vị, đó chính là chúng ta nghe nói tới chủ tịch của Fed ở New York đó, đó chính là John Williams. Thì John Williams đó, trong một cái cuộc họp mặt với là một số những cái kinh tế gia đến từ khắp nơi trên thế giới đó, thì John Williams sẽ nói gì? John Williams nói đó là chúng ta nên chuẩn bị để đón chào một cái thay đổi căn bản về tiền tệ và phương tiện thanh toán. Thì John Williams sẽ nói tới gì? Thì John Williams nói đó là đề cập đến là đương nhiên là CBDC, có nghĩa là tiền kỹ thuật số của quốc gia và đồng ổn định. Cái thú vị đây đó là các bạn thấy được là họ không gộp chung lại với nhau, mà John Williams nói là CBDC và đồng ổn định, có nghĩa là Hoa Kỳ đó hoàn toàn bây giờ vẫn chưa có ý định là cấm đồng ổn định. Thậm chí đó các bạn thấy được là họ có suy nghĩ là tiền kỹ thuật số quốc gia có thể tồn tại song song với đồng ổn định. Và Thuận có thể chia sẻ với các bạn nên là không có lý do gì mà Thuận nghĩ là Fed lại muốn đồng ổn định bị cấm hết. Tại vì đồng ổn định là phần lớn là dựa vào đồng đô la, và chính phủ Hoa Kỳ lúc nào cũng muốn đồng đô la lan tỏa khắp mọi nơi trên thế giới. Bây giờ các bạn thấy được đồng ổn định rất là được ưa chuộng trong crypto, thì không có lý do gì mà đã có sẵn đồng ổn định dựa vào đồng đô la rồi mà họ lại muốn lấy đi cái vị thế đó của đồng đô la. Đó là lý do tại sao Thuận không nghĩ là đồng ổn định sẽ bị cấm, sẽ bị quản lý rất chặt chẽ. Thuận nghĩ là như vậy. Nhưng mà nếu nói cấm đó, thì Thuận không nghĩ gì đâu, đó là suy cá nhân của Thuận mà thôi. Và cũng không có nói thêm nhiều thông tin, nhưng mà chỉ nói là tương lai thì chúng ta sẽ thấy là ngân hàng trung ương khắp nơi sẽ sử dụng tiền kỹ thuật số quốc gia và đồng ổn định. Và cũng tiểu bang New York thì đang trị một người này là một người mà các bạn còn nhớ cách đây vài tháng đã có nhiều lời cáo buộc là cái nơi mà bán NFT là OpenSea. Thì OpenSea đó có một cái nhân viên là một giám đốc có tên là Nathaniel Chastain. Thì người này đó đã bị cáo buộc là đã có cái động thái là đi thu mua NFT khi mà biết được thông tin nội bộ là những NFT này sẽ được đăng trên trang chủ của OpenSea, sau đó bán để mà trục lợi. Và người này đã không cẩn thận, cho nên có một số những cái Twitter đã lên tiếng là dựa theo dữ liệu on-chain đã thấy được là Nathaniel Chastain đã có những cái giao dịch nội bộ bất hợp pháp đó, và sau đó người này cũng đã từ chức. Nhưng mà chuyện không kết thúc ở đó, chúng ta thì được đây là lần đầu tiên chúng ta nghe nói tới một tiểu bang ở New York đó bây giờ đã ra cái thông báo là đang kiện người này vì lý do là giao dịch với thông tin nội bộ bất hợp pháp. Chi tiết hơn đó là người này đã mua 45 cây NFT, sau đó bán trên OpenSea với cái giá cao hơn. Và thông tin kế tiếp là một thông tin mà nhiều bạn chắc cũng đã biết rồi, đó chính là mạng lưới Solana một lần nữa lại bị offline. Và đây đó là cái lần offline lần thứ 5 của năm 2022 tính riêng mà thôi. Và tính từ lúc mà chúng ta nghe nói tới Solana offline đó, trong vòng 12 tháng qua đã bị offline tổng cộng là 7 lần rồi. Không biết tại sao mà Solana lại offline nhiều như vậy, thì Thuận biết là nhiều bạn cũng là fan của Solana. Thuận cứ nghĩ là mỗi lần mà có những sự cố này thì họ cũng sẽ rút thêm nhiều kinh nghiệm. Nhưng mà dựa theo tài liệu mới nhất đó, thì có một cái lỗi một không bớt đã dẫn đến là mạng lưới offline tổng cộng đó là 4 tiếng rưỡi bây giờ đã hoạt động lại rồi, nhưng mà bị offline cũng là một thời gian. Và gần đây hơn nữa đó là có một số người nói là cái đồng hồ đó, cái clock của Solana bị chênh lệch 30 phút. Đây là một thông tin mà Thuận cũng chưa có chia sẻ với các bạn, nhưng mà đó là cái thông tin gần đây liên quan tới Solana. Và thông tin cuối cùng đó là một cuộc phỏng vấn với lại CZ của Binance về Terra. Thì CZ Binance trong cái cuộc phỏng vấn này cũng đã nêu rõ cái suy nghĩ của mình về Terra Luna Relaunch, nghĩa là cái Terra mới đó. Thì CZ nói là lý do tại sao mà Binance hỗ trợ cái airdrop Luna mới đó không có lý do gì ngoại trừ hỗ trợ những người mà bị thiệt hại trên sàn có thể lấy được làm Luna mới, chứ còn về việc là có tin Luna mới hay không nên thì CZ nói là vẫn còn nhiều nghi vấn hiện bây giờ và cộng đồng sẽ có sự quyết định. Nhưng mà về việc là Binance tin Luna mới đó thì CZ nói bây giờ vẫn đang rất hoài nghi. Và đây là thông tin cuối cùng mình Thuận muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay. Hôm nay là một ngày mà các bạn thấy phần lớn là có nhiều tin tức cho thị trường tài chính nói chung, nhưng mà không có những tin tức trong thị trường crypto. Và các bạn đã thấy là những tin tức trong thị trường crypto đó cũng không có tin tức nào giải thích được cái sự xuống giá ngày hôm nay. Phần lớn nó sẽ ảnh hưởng là đến từ thị trường tài chính nói chung, như là Thuận đã chia sẻ với các bạn trong cái video này. Và Thuận sẽ tiếp tục chia sẻ thêm với các bạn nhiều thông tin thú vị ngày mai. Đồng hành cùng chúng ta trong video hôm nay là Coin98. Với Coin98, việc mua tiền mã hóa bằng tiền fiat này đã trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Thao tác này đã có thể được thực hiện trên cả Coin98 Extension và Coin98 Super App. Chỉ cần truy cập tính năng mua crypto tại trang chủ, bạn có thể dùng thẻ credit, debit để mua Bitcoin, Ethereum, Solana và nhiều đồng coin khác một cách nhanh chóng và tiện lợi. Hãy tải Coin98 và nhập mã giới thiệu trên màn hình, cũng như trải nghiệm tính năng này ngày hôm nay. Và một lần nữa đó, Thuận muốn cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video ngày hôm nay. Những bên nào mà có hứng thú muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital đó, thì các bạn có thể bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để mà tìm hiểu những ưu đãi, như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch khi mà tham gia thông qua link của Thuận Capital. Giống như là các bạn có thể tham gia vào sàn Binance, các bạn có thể được giảm tới 20% phí giao dịch, hay là các bạn có tham gia vào những sàn như là sàn Bybit thì có thể nhận được bonus cũng như giảm 10% phí giao dịch tháng đầu tiên. FTX các bạn có thể giảm được tới 10% cái phí giao dịch, và những sàn khác như là chúng ta có sàn NAPX, sàn AscenEX. Và như bên nào mà sống ở Hoa Kỳ thì có thể tìm hiểu những sàn như là sàn Binance US hay là sàn Coinbase, cũng như những bạn nào mà không có sống ở Hoa Kỳ đây thì bạn có thể sử dụng những ứng dụng như là Nexo và BlockFi để gửi crypto lấy lãi, và đương nhiên CryptoQuant, ứng dụng hỗ trợ biểu đồ và phân tích dữ liệu on-chain mà chúng ta cũng thường hay nói đến. Và Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video ngày hôm nay, và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, gotta